Xin hân hạnh giới thiệu bột nêm Marcel sản xuất tại Úc, một sản phẩm hoàn toàn tự nhiên, chiết xuất từ rau củ quả, đặc biệt không gluten, không bột ngọt, không đường hóa học. Một sản phẩm rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt cho các cụ ông cụ bà. Sản phẩm được bán rộng rãi tại các siêu thị người Việt với hai kích cỡ, độc quyền cho cộng đồng người Việt là 800g và 250g. Chúng tôi đang cần đại lý từ khắp nơi trên nước Úc. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 0452 067 535. Để đến với DMJ Gems kim cương nhân tạo lab-grown diamond và Moissanite 3D Arizona, DMJ Gems chuyên cắt kim cương nhân tạo có giấy giám định quốc tế như là GIA và IGI. Chúng tôi chuyên bán sỉ và lẻ, đặc biệt kim cương thiên nhiên, và chúng tôi có đủ loại hình dạng và đủ màu sắc cho các loại kim cương như lab diamond, natural diamond và Moissanite. Chúng tôi bảo đảm hoàn tiền lại 100% nếu không đẹp như kim cương thiên nhiên. DMJ Gems đang sell toàn Moissanite 3D Arizona made in USA, hiệu Forever One và Mean Forever, 1 carat nước DFL Super Super Ideal cut 500 mỹ kim lab-grown diamond hiệu IGI và GIA 1.17 carat nước D VVS1 Ideal cut 1.500 mỹ kim GIA 2.500 mỹ kim 2 carat nước E VVS2 Ideal cut 1.900 mỹ kim GIA 4.200 mỹ kim. Xin gọi DMJ Gems 480-289-1696 hoặc Zalo 480-289-1696. YouTube DMJ Gems, free shipping, free refund, giá wholesale và đang cần đại lý trong và ngoài nước. Website dmjgems.com. Lily và Kim Hoàng rất hân hạnh được trở lại với tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình Điểm báo thế giới của Vietfay TV trong buổi tối ngày hôm nay thứ năm, 25 tây tháng 5 năm 2023. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ở thành phố Sài Gòn vào hôm 13 tháng 5 đến nay có tới 6 người đều ngụ ở thành phố Thủ Đức bị ngộ độc botulinum, một loại ngộ độc thực phẩm. 5 trường hợp ngộ độc là do ăn một loại bánh mì kẹp có kẹp cái loại chả từ người bán dạo. Người còn lại là ăn một loại mắm để lâu ngày. Trong 6 bệnh nhân này thì có 3 anh em ruột được điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã được truyền một loại thuốc giải tên là BAT. Các bệnh nhân còn lại thì đều phải điều trị cầm chừng do ở Việt Nam đã hết loại thuốc giải này. Chính vì vậy mà Bộ Y tế Việt Nam cũng đã phải cầu cứu đến Tổ chức Y tế Thế giới WHO, và tổ chức này cũng đã viện trợ khẩn cấp cho Việt Nam 6 lọ thuốc giải BAT để giải độc tố botulinum từ một kho dược ở Thụy Sĩ. Và trong đêm hôm qua 24 tháng 5 thì 6 lọ thuốc này đã về tới Sài Gòn và được chuyển tới ngay cho 3 bệnh viện đang điều trị cho các bệnh nhân. Đây là những loại thuốc giải rất là quý hiếm và có giá rất đắt, lên tới 8.000 đô la Mỹ một lọ. Nhưng mà lần này thì được Tổ chức Y tế Thế giới viện trợ hoàn toàn miễn phí. Đáng tiếc là thông tin mới nhất vào sáng ngày hôm nay 25 tháng 5 cho thấy là có một trong những nạn nhân là một người đàn ông 45 tuổi đã tử vong, tức là không kịp sử dụng cái loại thuốc giải 8.000 đô la Mỹ do Tổ chức Y tế Thế giới viện trợ khẩn cấp cho Việt Nam. Điều này cũng có nghĩa là sau khi đã bị nhiễm độc thực phẩm này rồi thì chỉ có một cái khoảng thời gian nhất định là còn kịp để mà sử dụng thuốc giải để mà chữa trị. Qua cái khoảng thời gian vàng rồi thì cho dù có thuốc giải cũng không thể sử dụng được, và đó là trường hợp của nạn nhân vừa mới tử vong. Người này cũng đã điều trị như vậy là được một tuần rồi. Sau 10 ngày. Và kính thưa quý vị, trong khi đó thì tại Pháp, chính phủ nước này vừa cho biết là họ sẽ sớm đưa ra xét xử 19 nghi can tuổi từ 21 cho đến 58 liên quan đến trường hợp tử vong của 39 người Việt Nam hồi năm 2019. Một cách cụ thể, 19 nghi can này gồm cả những người nguồn gốc Việt Nam, Pháp, Trung Quốc và Maroc, là một phần trong mạng lưới buôn người từ Việt Nam sang châu Âu. Vụ việc này đã diễn ra vào ngày 23 tây tháng 10 năm 2019, khi mà một cái xe container đã chở theo 39 người Việt Nam vượt biên từ Pháp sang Anh. Tuy nhiên do thời tiết nóng bức và những người này đã không có oxy để thở, vì vậy mà tất cả những nạn nhân bên trong cái container đều đã tử vong khi mà chiếc container này đậu tại một cái khu vực nào đó ở Vương quốc Anh. Và theo điều tra của cảnh sát thì mỗi một nạn nhân khi mà vượt biên như thế này trung bình đã trả khoảng 20.000 euro cho nhóm buôn người, tương đương khoảng gần 30.000 Úc kim. Và không may tất cả đều đã không qua khỏi vì cái thời tiết nắng nóng như vậy. Trước đó thì tòa án ở Bỉ hồi năm ngoái cũng đã kết án một người đàn ông Việt Nam mức án tối đa là 15 năm tù vì tội cầm đầu đường dây buôn người này.
Trong khi đó thì tại Vương quốc Anh năm 2021 cũng đã kết án 4 người từ 13 cho đến 27 năm tù cũng liên quan đến cái chết của 39 người Việt Nam này. Vâng, thưa quý vị và các bạn, còn về vụ một tàu cá Trung Quốc chở theo 39 thuyền viên đã bị lật ở Ấn Độ Dương hồi tuần trước, mà như chúng tôi cũng từng loan tin, thì hôm qua Hải quân Sri Lanka cũng thông báo là đã tìm thấy 14 thi thể bên trong chiếc tàu đánh cá này. Giới chức Sri Lanka cũng đã lập bản đồ vị trí các thi thể bên trong con tàu và cũng giao cho phía chính quyền Trung Quốc để trục vớt. Tuy nhiên hiện nay thì công việc trục vớt được dự báo là sẽ gặp rất nhiều khó khăn, trong khi quốc tịch của những cái thi thể này thì cũng chưa được xác định. Trước đó một ngày thì Bộ Giao thông Vận tải của Trung Quốc cũng đã xác nhận rằng là tất cả 39 người trên con tàu cá này đều đã thiệt mạng, sau khi mà lực lượng cứu hộ cũng đã rà soát một khu vực rộng lớn, rộng khoảng 64.000 km2 và không tìm thấy bất cứ sự sống nào. Tai nạn này xảy ra hôm 16 tháng 5, con tàu bị lật do cơn bão Fabian quét qua vùng biển mà ở cách thành phố Perth của tiểu bang Tây Úc của nước Úc là 5.000 km về phía Tây. Và vào thời điểm đó thì con tàu chở theo 17 người mang quốc tịch Trung Quốc, 17 người Indonesia và 5 người mang quốc tịch Philippines. Tuy nhiên thời tiết khắc nghiệt cũng đã cản trở các cái công tác cứu hộ sau đó. Trong khi đó thì chính quyền Bắc Kinh vừa mới bổ nhiệm tân đại sứ đến Washington, và đây cũng là một cái khoảng thời gian lâu nhất mà Bắc Kinh đã không có tân đại sứ tại Hoa Kỳ sau khi cựu đại sứ là ông Tần Cương đã được rút về Bắc Kinh để mà bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao vào tháng 11 năm 2022. Và kể từ thời điểm đó cho đến nay, Bắc Kinh hoặc là Trung Quốc đã không có một vị đại sứ nào, và đó cũng là thời gian lâu nhất kể từ năm 1979, là thời điểm bang giao hai nước được tái lập một cách bình thường. Về người tân đại sứ này, đó là Thứ trưởng Ngoại giao Tạ Phong, với cái vai trò trong cái bối cảnh căng thẳng hiện nay giữa Washington và Bắc Kinh, thì ông Tạ Phong cam kết tăng cường trao đổi với Washington trong chiến lược mà ông gọi đó là một cái sứ mệnh vô cùng quan trọng. Và bang giao giữa Bắc Kinh và Canberra đã trở nên vô cùng căng thẳng sau chuyến viếng thăm Đài Loan của cựu Chủ tịch Hạ viện vào tháng 8 2022, đó là bà Nancy Pelosi. Và một lần nữa, sự căng thẳng này đã leo thang vào tháng Giêng năm nay 2023, khi mà Hoa Kỳ phát hiện những kinh khí cầu do thám đến từ Trung Quốc. Và kể từ đó thì hầu như tất cả những cái cuộc đối thoại giữa hai chính quyền đã tạm ngưng. Tuy nhiên, với việc bổ nhiệm tân đại sứ đến Washington thì các chuyên gia hy vọng là quan hệ giữa hai quốc gia này sẽ trở nên nồng ấm hơn. Và đặc biệt hơn nữa là ngay sau khi được bổ nhiệm thì ông Tạ Phong ngày hôm qua cũng đã lên đường đến Washington để nhậm chức vụ mới. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong khi đó tại nước Mỹ thì hai chính đảng là Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ hiện nay vẫn đang chủ yếu tập trung làm thế nào để đạt thỏa thuận, tránh để nước Mỹ rơi vào tình trạng vỡ nợ khi mà cái thời hạn chót ngày 1 tháng 6 đang đến gần. Đại diện hai bên là Tổng thống Joe Biden của Đảng Dân Chủ và một bên đại diện cho Đảng Cộng Hòa là Chủ tịch Hạ viện là ông Kevin McCarthy thì cho biết là hai đảng sẽ tiếp tục tiến hành thảo luận từng ngày từ nay cho đến ngày 1 tháng 6. Và sau cuộc thảo luận mới nhất với Tổng thống Joe Biden tại Nhà Trắng thì Chủ tịch Hạ viện McCarthy cho hay là hai nhà lãnh đạo cũng đã có một cái cuộc thảo luận hiệu quả và sẽ nói chuyện hàng ngày với ông Biden cho đến khi mà đạt được thỏa thuận. Tỏ ra lạc quan thì ông McCarthy cũng tin tưởng rằng là hai bên sẽ sớm có được tiếng nói chung, giúp cho nền kinh tế Mỹ vững mạnh hơn và giải quyết được vấn đề nợ trần. Tuy nhiên, ông McCarthy một lần nữa vẫn khẳng định là Đảng Cộng Hòa sẽ không lùi bước, kiên quyết đòi Nhà Trắng phải cắt giảm các khoản chi tiêu. Trong khi đó, chính quyền của Tổng thống Biden thì cũng yêu cầu là phía Cộng Hòa là phải tăng trần nợ công mà không kèm theo bất cứ điều kiện nào, đồng thời cũng tăng thuế cho người giàu cũng như các cái tập đoàn lớn để tăng nguồn thu cho chính phủ, giải quyết vấn đề nợ của quốc gia. Như vậy cho thấy là gần đến cái thời hạn mùng 1 tháng 6, tuy nhiên là quan điểm giữa hai bên vẫn khá căng thẳng, tức là chưa bên nào chịu nhường bên nào.
Thật ra đây là một trong những cái thách thức rất là to lớn đối với cá nhân của ông Chủ tịch Hạ viện là ông Kevin McCarthy. Là bởi vì ông như là con cá nằm trên thớt vậy đó. Nếu mà ông không đạt được thỏa thuận với Tổng thống Joe Biden, ông có thể bị Đảng Cộng Hòa buộc rời khỏi cái vị trí Chủ tịch Hạ viện để mà thay thế một người khác. Và vì vậy ông cần phải thứ nhất là vẫn kiên quyết làm theo yêu cầu của Đảng Cộng Hòa, đó là buộc Washington, buộc Tòa Bạch Ốc phải hạ giảm chi tiêu. Nhưng một phần thì ông cũng phải có cái sự nhân nhượng nào đó để sớm đạt được cái thỏa thuận. Nếu không thì cá nhân ông sẽ không thể nào bám trụ được cái vai trò Chủ tịch Thượng viện trong thời gian sắp tới. Và kính thưa quý vị, liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ diễn ra vào năm tới 2024, như chúng tôi cũng đã loan tin, rất nhiều ứng cử viên Đảng Cộng Hòa đã tuyên bố là sẽ chạy đua trong cuộc đua sắp tới này. Và ứng cử viên mới nhất cũng đã xác nhận thông tin và trong cuộc đua lần này không ai khác hơn đó là thống đốc của tiểu bang Florida là ông John DeSantis, năm nay 44 tuổi. Tuy nhiên, màn chào sân của ông John DeSantis ngày hôm qua được cho là rất là độc đáo, là bởi vì ông là chính khách Hoa Kỳ đầu tiên đã chọn cách thông báo tranh cử tổng thống bằng việc xuất hiện trong một cái sự kiện trực tuyến trên mạng xã hội cùng với tỷ phú Elon Musk. Và sự xuất hiện của ông đã có hơn 600.000 người theo dõi chỉ trong vòng chưa đến 10 phút. Sau khi tuyên bố thì ông cũng đã nộp hồ sơ tranh cử lên Ủy ban Bầu cử Liên bang Hoa Kỳ. Và trong cuộc trò chuyện với ông tỷ phú Elon Musk thì ông John DeSantis cũng đã rất là tự tin khi ông khẳng định là nước Mỹ hiện nay đang đi sai đường. Ông không nói rõ là thế nào gọi là đi sai đường, tuy nhiên ông cho biết là ông sẽ có những chính sách mới để lèo lái con thuyền này trở lại những cái vị trí trước đây. Ngoài ra, với sự xuất hiện của ông John DeSantis, hiện nay Đảng Cộng Hòa đang có 5 ứng cử viên. Dẫn đầu vẫn là cựu Tổng thống Donald Trump, và thứ nhì chính là Thống đốc Florida John DeSantis, trong khi cựu Liên Hiệp Quốc là bà Nikki Haley thì đứng ở vị trí khá xa. Ngoài ra, cựu Phó Tổng thống Mike Pence cũng được cho là một trong những ứng cử viên được ủng hộ khá mạnh bởi cử tri của Đảng Cộng Hòa. Vâng, thưa quý vị và các bạn, còn về giao bang giữa Trung Quốc và Nga thì Điện Kremlin cũng vừa thông tin là Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chuẩn bị sang thăm Trung Quốc theo lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình. Và hiện nay khung thời gian cho chuyến thăm này thì cũng đang được hai bên thu xếp. Trước đó thì trong chuyến thăm Nga thì Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã cho biết là ông đã mời Tổng thống Putin tới thăm Trung Quốc vào cuối năm nay. Và cuối năm nay cũng là thời điểm mà Trung Quốc đăng cai tổ chức cái diễn đàn hợp tác quốc tế Vành đai Con đường, thường được gọi tắt là BRICS lần thứ 3. Mà hai lần trước thì nguyên thủ Nga đều tham dự. Sáng kiến Vành đai Con đường thì cũng đã từng được Chủ tịch Tập Cận Bình công bố vào năm 2013. Và sáng kiến này cũng là nhằm mục đích là tăng cường các dự án đầu tư và thương mại quốc tế liên quan đến rất nhiều các quốc gia với nguồn vốn là được rót từ Trung Quốc. Và tới nay cũng đã có tới 152 quốc gia và hơn 30 tổ chức quốc tế tham gia cái sáng kiến này của Trung Quốc. Trong khi đó thì Ủy ban Hội chữ thập đỏ quốc tế vừa cho biết là họ sẽ tiến hành đợt sa thải đầu tiên với một quy mô lớn hơn dự phóng. Một cách cụ thể thì Ủy ban chữ thập đỏ gọi tắt là ICRC hiện nay đang có khoảng 200 nhân viên trên toàn thế giới làm việc tại 350 văn phòng đại diện khác nhau. Tuy nhiên, trong vài tuần lễ sắp tới, trong tổng số 20 nhân viên này sẽ có 1.800 người bị cắt giảm nhân sự. Ngoài ra, trong tổng số 350 cơ sở hoạt động thì cũng sẽ có 26 chi nhánh sẽ bị đóng cửa. Con số 1.800 nhân viên bị sa thải hoặc là 26 văn phòng bị đóng cửa đều cao hơn so với tuyên bố trước đây của NCRC là chỉ sa thải khoảng 1.500 nhân viên và chỉ sẽ đóng cửa 20 văn phòng mà thôi. Điều này một lần nữa cho thấy là kinh phí hoạt động eo hẹp là một trong những nguyên nhân đã khiến cho Hội chữ thập đỏ phải tiến hành một cái đợt cắt giảm nhân sự ở mức độ sâu rộng như vậy. Và đa số những cái văn phòng phải đóng cửa là tại Hy Lạp, Malaysia. Ngoài ra thì một vài văn phòng tại Bangkok và Panama cũng sẽ bị đóng cửa trong thời gian sắp tới. Và Hội chữ thập đỏ cũng cho biết là họ vẫn hãy còn ưu tiên cho các hoạt động từ thiện, chẳng hạn như các chương trình ở khu vực khó tiếp cận hoặc là ở những khu vực đang có xung đột
chẳng hạn như là tại Ukraine, đó sẽ là ưu tiên hàng đầu của Hội Chữ Thập Đỏ trong những hoạt động tiếp theo. Vâng, còn cuối cùng là một chuyện tưởng như là viễn tưởng nhưng mà thực tế lại đang xảy ra đối với một gia đình triệu phú. Khi gia đình triệu phú này đang thực hiện hoán đổi máu giữa ba thế hệ với mục tiêu để làm sao trẻ hóa trở lại tuổi 18. Nhà triệu phú này có tên là Brian Johnson, là một nhà phát triển phần mềm 45 tuổi. Ông đã đưa cha của mình 70 tuổi là Richard và con trai Themis 17 tuổi vào cái kế hoạch chống lão hóa trị giá tới 2 triệu đô la mỗi năm của mình. Vào tháng trước thì cả ba người trong nhà này là Johnson, Richard, Themis đã đến một phòng khám gần Dallas, bang Texas của Mỹ để điều trị hoán đổi máu giữa ba thế hệ. Quá trình này cũng kéo dài rất nhiều giờ đồng hồ. Cụ thể thì máu của người con 17 tuổi sẽ được lấy ra và các nhà nghiên cứu cũng như các bác sĩ sẽ tách các thành phần ra khác nhau. Trong khi đó, người cha và người ông cũng đã được lấy máu ra và tiếp nhận máu của người con và người cháu. Không biết cái giấc mơ này của gia đình triệu phú có trở thành hiện thực không? Thế nhưng mà từ nhiều năm qua, thì việc mà tiếp nhận máu của người trẻ để trẻ hóa thì cũng đã được rất nhiều nhà nghiên cứu khoa học trên thế giới, đặc biệt là ở Mỹ, nghiên cứu. Tuy nhiên họ mới chỉ tiến hành thử nghiệm trên chuột mà thôi, chứ còn chưa có thử nghiệm nào trên người thành công. Thật ra thì vị triệu phú này, đó nghĩa là người con trai là ông Johnson, là nhân vật chính trong cái ý tưởng là trẻ hóa cho tất cả thành viên trong gia đình. Như Lily vừa mới nói, ba thế hệ là người cháu sẽ dùng máu của mình để biếu tặng cho cha, trong khi người cha thì sẽ dùng máu của mình để biếu tặng cho ông nội. Có nghĩa là ông Johnson từ tuổi 45, với hy vọng là sau khi sử dụng huyết tương của người con trai của mình 17 tuổi thì cơ thể của ông cũng sẽ có cơ hội trẻ hóa lại như những thanh niên 17 tuổi. Trong khi người cha 70 tuổi là ông Richard, sau khi tiếp nhận máu của ông Johnson là con trai của mình thì cơ thể của một người 70 tuổi sẽ trở lại, hồi xuân lại ở lứa tuổi 45 mà thôi. Và đó là việc mà gia đình này đang thực hiện và cũng được thế giới y khoa theo dõi rất cặn kẽ, bởi vì như Lily vừa mới nói, việc sử dụng huyết tương để trẻ hóa là một trong những công nghệ rất là mới. Mặc dù đạt được thành công bước đầu, nhưng bước đầu này chỉ đạt thành công trên những con chuột mà thôi. Chưa có một người nào đủ can đảm để thực hiện điều này. Tuy vậy, ông Johnson tỏ ra khá là tự tin, bởi vì cái đội ngũ bác sĩ hơn 30 người trong gia đình ông cũng đã bỏ một cái thời gian rất dài để mà nghiên cứu cái quá trình trao đổi huyết tương như thế này. Và họ càng tự tin hơn nữa khi mà cái quá trình trao đổi nó diễn ra giữa những thành viên trong gia đình với nhau. Và tất nhiên, trước khi việc trao đổi huyết tương xảy ra thì sức khỏe của mỗi một thành viên cũng phải được giữ rất là kỹ, bảo đảm tất cả những cái chỉ số phải ở cái mức là cao nhất thì cái việc trao đổi huyết tương nó mới hy vọng đạt kết quả. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thông tin này cũng đã kết thúc phần điểm báo thế giới của chúng tôi ra ngày hôm nay. Chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình vào ngày mai. Kim Hoàng xin trân trọng kính chào.